Đến hẹn lại lên các bạn ạ. Mùa hè lại đến rồi, lại phải lôi quạt ra để vệ sinh rồi tra dầu tra mỡ thì nó mới trơn tru được. Nhưng được một tháng sau thì nó lại bắt đầu chạy chậm, nó bó két rồi nó kêu ù rất chi là khó chịu luôn. Vậy có cái cách nào để chúng ta khắc phục cái hiện tượng mà quạt kêu sau một thời gian sử dụng hay không, và chúng ta không cần phải bảo dưỡng mà nó vẫn chạy ngon lành, êm ái, trơn tru hay không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách cực kỳ đơn giản, và các bạn chỉ cần tốn kém khoảng 1 cho tới 20 ngàn thôi là các bạn đã biến một chiếc quạt thông thường, cái quạt cùi, quạt cũ nhà chúng ta thành một chiếc quạt chạy êm ái như những cái quạt đắt tiền, ví dụ như quạt Pana hoặc là quạt Mitsubishi, nó hàng triệu bạc, nó chạy cực kỳ êm ái. Thì với 1 đến 20 ngàn thôi, các bạn cũng có thể biến chiếc quạt của chúng ta thành chiếc quạt hàng cao cấp các bạn nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cái nguyên nhân mà sau một thời gian quạt nó bị rung lắc và bị kêu. Thì cái nguyên nhân đây, các bạn thấy này, hầu hết các quạt là đều dùng cái loại trục và cái bạc thau các bạn nhá. Cái bạc thau chính là cái đồng như này các bạn này. Thì cái bạc sau này nó tì vào cái trục nên là cái độ ma sát nó rất lớn. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đây là cái trục của một cái quạt cũ này, các bạn nhìn thấy này, cái trục nó bị mòn này. Đấy, nó bị mòn thành cái vệt này. Trục đằng sau cũng thế này, nó thành một cái vệt này. Có những quạt mà sử dụng lâu rồi ấy, cái mòn nó thành một cái rãnh sâu luôn nhá. Và cái bạc thau này thì nó bằng đồng. Đấy, các bạn nhìn thấy nó bằng đồng này. Và cái độ ma sát nó khá lớn nên là sau một thời gian sử dụng ấy, nó quay ấy, thì nó sẽ bị mòn cả cái trục và mòn cả cái bạc thau này, và nó sẽ tạo thành một cái độ dơ các bạn nhé. Nó sẽ có một cái độ dơ giữa trục và bạc thau, và khi mà có độ dơ thì cái rotor này nó quay như này, thì dẫn đến là nó sẽ bị rung lắc. Đấy, nó sẽ bị rung lắc các bạn nhé. Rung lắc thì nó sẽ tạo ra tiếng kêu lọc cọc các thứ rất chi là khó chịu. Và kể cả như là cái bạc thau mà còn mới thì khi mà quạt nó chạy nó nóng, dẫn đến là cái dầu mỡ hoặc là nó kim loại nó nở ra thì nó cũng sẽ bó sát vào cái bạc thau này, thì nó không kêu thì nó cũng sẽ làm cho cái quạt nó bị bó sát, nó chạy chậm lại. Thì đấy chính là cái nhược điểm của bạc thau và cái nguyên nhân dẫn đến là kêu và quạt chạy chậm bị bó sát là như vậy. Thì cái cách tốt nhất là các bạn sẽ thay cái bạc thau này bằng một cái loại đó là vòng bi các bạn nhá, thì sẽ giải quyết được cái triệt để vấn đề của chúng ta. Và cái vòng bi mà mình khuyên các bạn sử dụng đó chính là cái vòng bi 608 các bạn nhé. Thì các bạn thấy này, đây ví dụ như đây nó là một cái khung nhôm của cái quạt này. Đây cái quạt treo tường Vinawin mình có một cái khung nhôm mình tháo ra đây. Thì các bạn nhìn thấy nhá, cái khung nhôm của nó thì nó sẽ có một cái ôm này, cái ôm này, cái bộ này là cái bộ ôm này. Ôm và nó ôm ép cái bạc thau này vào cái khung nhôm. Đây chính là cái bạc thau này. Và các bạn để ý này, cái khung nhôm này thì nó có một cái rãnh, đấy cái rãnh to như này. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua nguyên cái vòng bi 608 này thì chúng ta sẽ lắp không vừa này, các bạn nhìn thấy chưa? Lắp không vừa. Và chúng ta phải tìm cách chêm chêm nó vào. Thì chêm nó vào đây thì các bạn sẽ mua cho mình thêm một cái người ta gọi là cái sơ mi. Sơ mi chính là một cái vòng đấy, cái vòng kim loại, ở đây cụ thể nó là một cái vòng nhôm người ta tiện sẵn, kích thước sẵn để nó phù hợp với cái rãnh có sẵn ở đây. Và chúng ta có thể nhét được cái vòng bi 608 ở đây. Ở đây cũng là một vòng bi 608 này, nó nhét ở trong rồi. Thì đây là cái sơ mi. Thì thông thường cái sơ mi thông thường người ta bán ở trên thị trường thì cái đường kính của sơ mi nó là 30. Đấy các bạn nhìn thấy đường kính của cái sơ mi này nó là 30, nó khoảng 30. Thì 30 này nó sẽ phù hợp với đa số các cái quạt trên thị trường. Đây ví dụ như đây, đây chính là cái khung quạt trên thị trường này, các bạn nhìn thấy không? Cái sơ mi 30 này ốp phát là vừa luôn này. Đấy các bạn ốp vừa này, các bạn đóng một phát là xong. Đây, cái này là mình đã đóng sẵn này. Đấy, đóng sẵn luôn. Nó ốp phát là vừa. Và trên thị trường người ta bán đầy đủ vòng bi 608 và cái sơ mi này các bạn nhé. Kể cả người ta cũng bán sẵn luôn cho mình cái ốp này. Đấy, cái ốp này. Và mình chỉ về mình lắp vào quạt thôi. Cực kỳ rẻ luôn, nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, rất rẻ luôn. Tuy nhiên đối với những cái quạt mà cái vòng này nó nhỏ quá thì chúng ta sẽ cần phải mua những cái sơ mi. Cái sơ mi này nó nhỏ hơn một chút. Bình thường cái sơ mi thông thường nó là 30, thì các bạn có thể là hỏi bên bán, người ta bán cho cái sơ mi khoảng 29 hoặc 28. Ví dụ như là cái quạt này của mình, đây cái quạt Vinawin này, cái vòng ở bên trong này nó chỉ có khoảng 28 thôi, mà cái này là 30, có nghĩa là nó vênh lên nó to hơn khoảng 2 mm. Vậy một là chúng ta mua đúng kích cỡ, hai là chúng ta sẽ tận dụng cái với sơ mi thông thường là cái đường kính 30 này và chúng ta sẽ mài đi. Thì khi mà mài đi xong cái thì chúng ta sẽ lắp ốp được vào đây luôn. Và ốp được vào đây thì các bạn sẽ lưu ý là giữ luôn lại cho mình cả cái ngoàm này. Bởi vì cái các bạn nhìn thấy cái vành ở bên trong của cái quạt này nó rất chi là ngắn, nên là chúng ta cần phải thêm cái này để chúng ta giữ giữ được cái sơ mi của chúng ta. Còn đối với những quạt thông thường các bạn nhìn thấy này, quạt thông thường này, cái vành bên ngoài nó rất dài đây. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây cái lỗ nó rất sâu này, nên là chúng ta đóng một phát vào là nó sẽ giữ luôn được cho chúng ta.
đây đóng vào phát nó giữ luôn, thì chúng ta không cần phải phải dùng cái ngoàm này nữa. Thì tất cả cái vòng bi 608 hay là cái sơ mi này thì mình đều để cái link mua hàng ở trong cái phần mô tả video. Kể cả những cái khung này mà người ta đóng sẵn sơ mi và vòng bi mình cũng đều để ở trong phần mô tả video. Các bạn muốn mua các bạn chỉ cần kích vào cái link đấy và các bạn đặt mua nhé. Và người ta sẽ chuyển hàng tới tận nhà cho các bạn và các bạn sẽ lắp vào quạt của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải mài cái sơ mi này nó nhỏ xuống thì mới lắp được vừa cái khung này các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cần một cái dụng cụ, đó là một cái máy mài. Đấy, cái máy mài với viên đá cắt như thế này. Và thêm một cái thước đo này thì tốt nhất, nếu như các bạn không có thước đo thì chúng ta sẽ phải dùng thủ công thôi. Chúng ta sẽ cứ mài dần, sau đó là chúng ta sẽ ướm dần xem nó vừa hay chưa. Tuy nhiên chúng ta phải mài làm sao để cho sơ mi này, xung quanh của nó là nó phải mài đều, đồng đều bằng nhau. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta mài làm sao cho cái vòng sơ mi này nó được mài mòn đều nhau nhé các bạn nhé. Bởi vì nếu các bạn không biết mài ấy, thì có những chỗ nó mài sâu quá, có những chỗ nó mài mỏng quá thì dẫn đến nó sẽ bị lệch trục. Thì cách mài như sau, các bạn sẽ dùng hai cái ngón tay này, các bạn sẽ kẹp vào cái giữa vòng bi này. Thì các bạn nhìn thấy này, thì cái sơ mi nó sẽ được chạy quanh cái vòng bi. Đấy, chúng ta kẹp chặt như này. Và chúng ta sẽ để cái sơ mi của chúng ta lên cái viên đá mài. Đấy. Ví dụ như đây, các bạn nhìn thấy viên đá mài nó quay như này đúng không? Quay như này. Thì chúng ta sẽ để hơi chéo chéo như này các bạn nhé. Hơi chéo này. Chúng ta không nên để là kiểu như song song với viên đá mài này. Bởi vì nếu mà để song song ấy thì cái viên bi nó cứ thế nó xoay xoay đi như này. Nó cũng mài được nhưng nó mài rất lâu. Đấy, nhưng mà chúng ta muốn mài nhanh thì chúng ta sẽ để chéo như này. Nhưng chúng ta để chéo này thì các bạn nhìn thấy này. Cái sơ mi của chúng ta nó vẫn sẽ quay nhé. Nó vẫn sẽ quay. Nhưng mà cái đá mài ấy, nó sẽ mài chéo thì nó sẽ mài mòn nhanh hơn. Là cái việc mà nó để song song thì nó cứ quay tít thò lò như này. Đấy thì nó sẽ mài lâu hơn. Chính vì trong quá trình nó mài và nó vừa quay nó vừa mài như thế thì dẫn đến là cái vỏ ngoài của cái sơ mi nó sẽ được mài mòn đều xung quanh các bạn nhé. Thì đấy là cái cách để chúng ta mài làm sao cho sơ mi của chúng ta nó mòn đúng theo cái kích thước chúng ta cần, nhưng đồng thời nó phải mòn đều. Khi mà các bạn mài một lúc ấy thì cái sơ mi này nó sẽ nóng lên và vòng bi nó nóng lên. Thì khi nào mà chúng ta cảm giác ở cái tay của chúng ta nó nóng quá rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta sẽ chờ nó nguội thì chúng ta sẽ mài tiếp. Đấy, và chúng ta cứ thế thử dần thôi. Đây mình sẽ đo thử này, nó vẫn chưa vừa đâu. Lại mài tiếp thôi, cứ thế mài cho tới khi nào nó vừa thì thôi. Thì đấy chính là cái bí quyết để chúng ta mài cái sơ mi nó đạt được đúng kích thước mà đồng thời nó cũng là mòn đều. Đây các bạn nhìn thấy nó đã giảm từ cái đường kính lúc đầu nó là 30 thì bây giờ nó giảm xuống còn khoảng 29,39mm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mài tiếp cho tới khi nó đạt được cái đường kính là 28mm thì ok. Đây chính là thành quả sau khi mà mình mài các bạn nhé. Thì các bạn mài theo đúng cách của mình ấy, thì nó sẽ tròn vo luôn, nó đều, không bị lệch trục. Và các bạn mài này, mài nó vừa khít luôn cái lỗ này các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? Khít luôn này. Bây giờ các bạn chỉ cần đóng nó vào thôi. Các bạn đừng có mài quá tay nhé. Mài quá tay thì nó lỏng là không ổn rồi. Đúng không? Đấy. Thì tương tự với các cái nắp khác các bạn cứ mài như thế. Sau đó các bạn đóng nó vào. Đấy. Các bạn đóng chặt nó vào là ok. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là nó rất đều luôn, đều tăm tắp luôn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là mình đã chế thành công cái vòng bi vào cái đầu quạt này các bạn nhé. Đây, mình sẽ ôm lại, lấy cái gông cũ nó ôm nó lại này, kẹp nó vào nhé. Thì bây giờ khi mà các bạn đã dùng vòng bi rồi thì các bạn không cần phải tra dầu mỡ nữa bởi vì vòng bi cái độ bền của nó rất cao. Đây, tương tự cái ốp đằng sau thì các bạn cũng sẽ ốp bi vào các bạn nhé. Đây. Cái vòng bi xanh này mình đã ốp vào và mình vẫn giữ nguyên cái chuột này, đây cái chuột và gông này là mình sẽ kẹp chặt cái viên bi vào. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cho chuột vào một cái này. Một cái viên bi nó đỡ mà nó quay tít luôn nhá. Thì các bạn lưu ý này, khi mà các bạn lắp xong ấy có thể nó hơi kẹt kẹt. Nếu mà nó kẹt ấy thì các bạn chỉ cần lấy cái tô vít, các bạn gõ nhẹ vào cái chuột này. Gõ bốn xung quanh nhẹ vào cục để cho nó cân lại nhá. Đấy. Là nó sẽ hết kẹt thôi. Và một cái điều lưu ý nữa này, thì khi mà các bạn lắp cái vòng bi vào
thì có thể là cái độ dài độ ngắn nó sẽ đẩy cái rotor này của chúng ta lên hoặc là xuống này. Khi mà nó đẩy lên như thế thì dẫn đến là nó sẽ không nằm gọn trong cái stator này. Đấy các bạn nhìn thấy này, cái rotor thì nó có một cái vòng ở giữa, nó gạch chéo chéo này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì chúng ta phải căn làm sao cái vòng ở giữa đấy nó nằm chính giữa cái ferrit của cái stator nhé các bạn nhá. Đây này, nó phải nằm chính giữa này. Có nghĩa là khi mà chúng ta lắp nó vào đây này, lắp vào trong cái cuộn dây đồng này, thì cái chính giữa của rotor nó phải nằm chính giữa cái ferrit của stator này. Đó, nếu như mà trường hợp mà nó lệch như thế này thì chúng ta cần phải dùng các cái miếng đệm chúng ta chêm nó vào. Đây này, ở đây nó sẽ có bán những các cái miếng đệm kiểu như này. Đấy, các bạn đút vào nó chêm để nó đẩy dịch lên. Đấy, và cả chêm đằng sau nữa nhé, các bạn lưu ý như thế. Và đây là thành quả sau khi mà mình đã thay vòng bi này các bạn này. Thay bạc thau bằng bạc đạn, tức là bằng vòng bi đấy các bạn ạ. Đây mình đang bở số 1 các bạn nhá. Đây này, số 2 này, số 3 này. Các bạn thấy không? Quay cực kỳ êm luôn và lưu lượng gió rất mạnh luôn. Chạy bằng vòng bi có khác, cực kỳ êm. Ngày trước thì nó kêu lọc cọc, nhưng mà bây giờ thì chạy rất êm. Và với cái cách này thì các bạn sẽ thoải con gà mái, chúng ta sẽ không cần phải bảo trì bảo dưỡng tra dầu nhá. Đây nhờ mình tắt đi cho các bạn xem này. Đấy, tắt đi này. Nếu như mà dùng bạc thau, tức là cái bạc đồng ngày trước ấy, thì tắt đi đến tầm như này là bắt đầu cánh quạt đã dừng lại rồi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, tắt đi này. Đấy, rất lâu thì cánh quạt nó mới dừng lại, chứng tỏ là cái trục của nó cực kỳ chân chu. Và với cái cách này thì các bạn dùng tới 5-10 năm, các bạn cũng không cần phải tra dầu, tra mỡ gì cả. Chúng ta chỉ cần lôi ra vệ sinh khi mà quạt nó bẩn thôi. Kể cả các cái quạt như là quạt bàn hoặc là quạt cây thì các bạn cũng đều áp dụng được cách này các bạn nhé. Với cái sơ mi bằng kim loại nên là các bạn sẽ mài hết sức cẩn thận, nếu không nó sẽ bị gây chảy xước ra tay các bạn nhé. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn cách độ bạc thau lên bạc đạn, tức là vòng bi ấy, cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể làm được.